Anh đi một mình được mà, em không tin anh hả? Em không phải ý đó. Anh muốn tự mình đi cai nghiện, lần này anh đã quyết tâm rồi. Em chờ anh nha. Cuối tuần này em sẽ lên thăm anh. Dương, em vẫn còn giữ chứng nhận cưới của tụi mình đúng không? Em vẫn còn giữ. Anh muốn xin lại chứng nhận của anh được không? Có nó là coi như có em bên cạnh, anh sẽ mạnh mẽ hơn.